Cả nhà đang ăn cơm thì có biến, nỗi khổ mà chỉ người nông dân mới hiểu. Cả nhà đang quây quần bên mâm cơm gia đình vui vẻ, thì bỗng dưng người mẹ và các con trai bất chợt nhìn ra ngoài. Thấy có gì đó bất thường, họ vứt vội chén cơm xuống đất và chạy ngay ra ngoài. Hóa ra mưa đến làm cả nhà lo lắng. Bình thường thì những cơn mưa vào ngày hè là những cơn mưa mát mẻ dễ chịu, nhưng không biết tại sao lại làm các mẹ con này lo lắng đến thế. Mưa đau mà mưa nữa. Lý do là vì gia đình đang phơi lúa ngoài sân, nên khi trời mưa phải vội vàng chạy ra gom lúa. Trời đang nắng gắt nhưng cơn mưa có thể trút xuống bất ngờ. Với thời tiết thất thường như thế này khiến bà con nông dân thêm cực nhọc, vì chỉ cần một phút lơ là thôi là cả sân thóc đang phơi cùng bao nhiêu công lao sẽ chìm trong biển nước. Ngày trước mẹ mình còn nói vui rằng: "Tiền học phí của mày đang phơi ngoài sân, đừng có để bị ướt đấy." Đúng là những kỷ niệm không thể nào quên. Sau khi đoạn clip trên được chia sẻ đã khiến cộng đồng mạng không khỏi xót xa và để lại nhiều comment đồng cảm như sau: "Sợ nhất là cảnh này, thương lắm nghề làm nông." Đúng là chỉ có người nông dân mới thấu hiểu hết nỗi lòng này, trong bữa ăn của chính mình mà vẫn phải thấp thỏm đến thế. Bạn đã từng bao giờ trải qua cảm giác này hay chưa? Hãy comment bên dưới cho mình biết với nhé.